Thưa quý vị, từ tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở được chính phủ chính thức điều chỉnh tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng một tháng, tương đương tăng 20,8%. Theo đó, giáo viên cũng thuộc chính nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương trong đợt này. Lương được điều chỉnh tăng mạnh giúp các thầy cô giáo nâng cao hơn chất lượng cuộc sống, từ đó yên tâm gắn bó với nghề. Được tăng lương cơ bản từ tháng 7 năm 2023, vui nhất là đội ngũ giáo viên các trường mầm non. Bởi so với giáo viên của các bậc học khác, mức thu nhập của giáo viên mầm non khá thấp. Bên cạnh đó, giáo viên mầm non cũng khó kiếm thêm thu nhập từ công việc khác do thời gian làm việc nhiều, liên tục và áp lực. Bản thân tôi là lúc trước là lương thì cũng được 6 triệu mấy, và bây giờ qua tháng 7 này được tăng lên thì tôi cũng được tăng lên là hơn 1 triệu. Chúng tôi đã rất là mong chờ điều này rất lâu rồi và bây giờ đã được thực hiện. Mức lương của tôi trước đây tính hết cả rồi là được 5 triệu 3, và tháng 7 này tôi được nâng lương và được 6 triệu 3. Bản thân của tôi được tăng lương khoảng 1 triệu 3 thì mức lương của tôi được dần ổn định, đời sống cũng được cải thiện về kinh tế và bản thân tôi thì cũng rất là vui mừng. Với mức lương cũ thì đời sống của giáo viên rất là khó khăn. Một giáo viên nhận từ 4 triệu 1 cho tới 6 triệu đồng một tháng. Từ tháng 7 năm 2023 được sự quan tâm của chính phủ thì lương của giáo viên chúng tôi đã được cải thiện. Mỗi giáo viên là nhận từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng. Theo cái mức mới thì đó là một trong những cái động lực lớn nhất để mà cho các cô phấn khởi khi mà được tiếp tục vào trong cái sự nghiệp giáo dục. Các cô sẽ có tâm huyết hơn và gắn bó nhiều hơn đối với việc giáo dục của mình. Trước đây do lương thấp, nhiều giáo viên ở bậc học khác cũng phải xoay sở đủ việc, làm thêm để đảm bảo cuộc sống. Nay tùy thâm niên, cấp bậc mà giáo viên được tăng từ 600.000 đồng đến vài triệu đồng một tháng, cho nên ai nấy đều phấn khởi. Đây cũng là động lực và là niềm vui, cũng rất là ý nghĩa đối với tôi cũng giống như thầy cô khác, tạo thêm động lực, tinh thần, năng lượng tích cực giúp thầy cô vững chân đứng trên bục giảng. Cái đợt tăng lương lần này là một đợt mà tăng lương mạnh nhất, làm cho giáo viên cảm thấy rất là vui, phấn khởi, làm cho giáo viên ổn định phần nào cái đời sống kinh tế và có cái động lực để phấn đấu và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ giảng dạy cũng như là giáo dục học sinh. Toàn tỉnh có gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục công lập. Việc tăng lương cơ sở tuy chưa giải quyết triệt để khó khăn hiện nay, nhưng cũng ít nhiều tiếp thêm động lực cho các thầy cô tiếp tục gắn bó với sự nghiệp trồng người, góp phần khắc phục tình trạng giáo viên bỏ nghề hay không tuyển dụng được giáo viên như thời gian vừa qua.